Hạnh phúc nào ở đâu xa, nhớ bốn câu này để cả đời được hưởng phúc. Quý vị thân mến, đời người dài hay ngắn, sang hay hèn, vinh hay nhục, có lẽ tất cả đều chung một mong muốn, đó là mọi việc như ý mình. Chính vì vậy, chỉ một chút sự việc không theo dự định đã khiến thân tâm ta khổ não, buồn phiền. Chất lượng cuộc sống cũng vì vậy mà giảm sút. Âu cũng do tâm lý cưỡng cầu, việc gì cũng muốn gò ép theo ý riêng mà không chịu hài hòa với đất trời, với muôn người. Người khôn ngoan tài giỏi thật sự luôn hiểu rằng, làm người phàm mọi sự càng cưỡng cầu thì càng mất, càng buông xả thì càng được. Đặc biệt, có bốn câu nói nổi tiếng của người xưa đã để lại là kim chỉ nam cho hàng vạn người trong suốt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm qua, giúp cho nhiều người thay đổi tư duy và gặt hái được nhiều thành công, hạnh phúc trên đường đời. Quý vị và các bạn hãy cùng chiêm nghiệm qua video hôm nay của Cuộc Đời Giá Trị nhé. Thứ nhất, phát thượng đẳng nguyện, kết trung đẳng duyên, hưởng hạ đẳng phúc, chọn chỗ cao lập, liền bình chỗ ngồi, hướng khoan chỗ hành. Câu này có nghĩa là ước nguyện cao xa, kết duyên trung bình, hưởng phúc nhỏ bé, chọn chỗ cao mà đứng, chọn chỗ phẳng mà ngồi, chọn chỗ rộng mà đi. Đây là câu đối của Tà Tông Đường được chính tỷ phú Lý Gia Thành vô cùng yêu thích và treo trong văn phòng làm việc để tự nhắc nhở mình mỗi ngày. Nửa vế đầu tiên chỉ cho chúng ta thấy rằng làm người phải có lòng dạ rộng lớn và chỉ hướng cao xa. Chỉ cầu mong duyên phận trung bình và vừa đủ để thỏa mãn, sống và sinh hoạt chỉ cần như người bình thường cũng được. Nửa về sau lại dạy chúng ta rằng gặp vấn đề phải nhìn xa trông rộng, đối nhân xử thế phải biết khiêm tốn và tự hạn chế mình, xử lý chuyện gì cũng phải để lại đường lui chứ không nên làm quá tuyệt tình. Chỉ có một câu đơn giản cho chúng ta thấy đạo lý to lớn ẩn giấu bên trong. Có chí thì mới có động lực. Người xưa đã dạy chúng ta nuôi chí bay xa, cũng là thúc đẩy chúng ta phải sống và làm việc có mục tiêu, có lý tưởng, không tạm bợ đến đâu hay đến đó. Đồng thời, vì cuộc đời không hoàn mỹ, ai cũng có thất bại và khuyết điểm của riêng mình, nên chúng ta cũng phải học được cách khoan dung, cách tự thỏa mãn để không bị dục vọng, vật chất mà làm thay đổi tâm tính, phá hỏng lý tưởng và mục tiêu. Thứ hai, cao nhân thật sự trong thế gian chính là người hiểu được những lúc có thể thắng mà không nhất định phải thắng, có tấm lòng khiêm nhường người trước khác, có thể hiểu ý nguyện lòng người. Có tấm lòng khiêm nhường trước người khác, có thể hiểu ý nguyện của lòng người. Tà Tông Đường là một cao thủ cờ vây, có rất ít người có thể chiến thắng ông trên bàn cờ. Một lần nọ, khi Tà Tông Đường cải trang và che giấu thân phận để đi tuần tra trong khu vực mà mình quản lý, ông bất ngờ gặp một ngôi nhà tranh có treo tấm biển đệ nhất thiên hạ kỳ thủ, người chơi cờ giỏi nhất trong thiên hạ. Ông cảm thấy không phục nên lập tức tiến vào thách đấu ba ván. Cả ba ván cờ, chủ nhân của ngôi nhà đều thua. Tà Tông Đường vô cùng vui vẻ nói rằng, tốt nhất ông hãy hạ tấm biển này xuống đi. Sau đó Tà Tông Đường vui vẻ và tự tin tiếp tục trọng trách lớn của mình. Một thời gian sau đó, khi công việc đã kết thúc và trên đường quay trở về, Tà Tông Đường vẫn đi qua ngôi nhà kia và ngạc nhiên khi trông thấy tấm biển đệ nhất thiên hạ kỳ thủ vẫn nằm nguyên đó. Lần này Tà Tông Đường cũng tìm vào ngôi nhà tranh và thách đấu liền ba ván. Tuy nhiên cả ba ván này ông đều thua. Ông lão trong ngôi nhà tranh lúc này mới cười và giải thích. Thưa ngài, trước đó ngài đến đây, thần đang mang trọng trách làm việc cho xã Tắc Giang Sơn. Đương nhiên tôi không thể làm giảm nhuệ khí và sự tự tin của ngài được. Còn hôm nay, nếu ngài đã thắng lợi trở về, tôi đương nhiên sẽ cố hết sức để tranh tài công bằng cùng ngài một trận chính đáng. Việc gì đáng làm thì phải làm, dựa trên thời gian mà quyết định. Từ đó Tà Tông Đường mới nhận ra rằng cao nhân thật sự là người có tấm lòng khoan dung, biết khiêm nhường, không xem trọng được mất hay thắng thua. Sự khôn ngoan của trí tuệ nằm ở chỗ tỉnh táo,
nhìn nhận được thiệt hơn, để từ đó dũng cảm buông bỏ và vượt qua. Có thể thắng nhưng lại không nhất định phải thắng. Là người giàu có nhất nhì Hồng Kông, tỷ phú Lý Sa Thành cũng từng phát biểu trước hàng ngàn cử nhân rằng, để có thể tạo nên sự khác biệt, tạo nên sự thành công, con người phải luôn học hỏi với một thái độ khiêm nhường, luôn sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mới, cũng như những thất bại mới để phá bỏ lối tư duy trì trệ, cản trở chúng ta. Thứ ba, lưu thủy bất tranh tiền. Lưu thủy bất tranh tiền, ý nói rằng nước chảy không tranh lên trước. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Ý nói trước là thiện nhất, là tốt nhất. Nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành lợi ích. Đặc tính của nước là chân thành giúp đỡ vạn vật mà không tranh giành lợi, không tranh giành cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Chính là bởi vì không tranh giành với vạn vật, cho nên không có oán hận lo âu. Bất tranh tiền không phải là không mong cầu vươn lên, tiến về phía trước, mà là tôn trọng quy luật của tự nhiên. Không phá hoại cân bằng, không vì cái lợi nhỏ mà mất đi cái lớn để lạc mất bản thân mình. Làm việc không thể dựa vào sự gấp gáp nhất thời mà cần làm đến nơi đến chốn. Cũng giống như nước chậm rãi chảy xuôi theo dòng, không tranh giành trước sau mà chỉ từng chút tích góp sức mạnh của bản thân mình. Nước bởi vì chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, cũng giống như con người sử dụng nước tiết kiệm thì dùng được lâu. Kinh nghiệm phải dựa vào sự từng trải mới có thể đạt được những tích lũy phong phú. Trí huệ không phải là có được trong chốc lát, mà là phải thông qua việc suy xét cảm nhận, dùng con mắt tinh tường để quan sát, đợi khi năng lực đầy đủ thì mới có thể bứt phá được. Thứ tư, thứ có thể sở hữu mới thật sự là của mình, thứ không thể có cũng không nên giữ chấp niệm trong lòng. Điều này nghe thì đơn giản và ai cũng hiểu, nhưng nó lại có ẩn ý vô cùng lớn. Nhiều người khát khao sở hữu điều gì đó, có được thì vui mừng hớn hở, nhưng nếu không có thì lại chấp niệm không quên, thậm chí sa sút tinh thần, bại hoại tương lai. Giữ tâm thái dung dị với mục tiêu mới là phương châm sống của người hạnh phúc, đặc biệt đối với tiền tài và danh vọng. Thật ra tiền tài đủ dùng là được, phú quý hay bình thường đều như nhau, vui vẻ là chính. Cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp đáng tận hưởng và theo đuổi, thậm chí còn có thứ càng quan trọng hơn để chúng ta bảo vệ, ví dụ như bình an, gia đình, niềm vui. Bất kể thời đại biến đổi ra sao, con người nên có thái độ ung dung trong nội tâm. Giàu không kiêu, nghèo không nản. Xem tiền tài phú quý là món trang sức trong cuộc sống, có thì đẹp hơn, không có cũng chẳng thành vấn đề. Hiểu được đạo lý này, bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui, sướng trong khổ cực. Phần cuối video, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện ý nghĩa về hạnh phúc của cuộc sống. Có một người đàn ông giàu có sống ở một thành phố nọ. Anh là một doanh nhân lớn và không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh vẫn luôn lo lắng bồn chồn. Một ngày nọ, anh đến ẩn thất của một nhà hiền triết nổi tiếng ở một ngôi làng. Người đàn ông nói với nhà hiền triết về vấn đề của mình rằng anh chẳng thiếu thứ gì cả, nhưng không hiểu sao anh vẫn luôn cảm thấy lo âu, phiền muộn. Nhà triết hiền nghe xong trả lời, hãy đến vào ngày mai, tôi sẽ cho anh biết cách để luôn vui vẻ và không lo lắng. Vào ngày hôm sau như lời hẹn, người đàn ông lại đến tìm nhà hiền triết. Anh ta thấy rằng nhà hiền triết đang đi tìm kiếm thứ gì đó bên ngoài ẩn thất của mình. Anh nói, ông đang tìm gì vậy? Liệu tôi có thể giúp gì được cho ông không? Nhà hiền triết trả lời, tôi đang tìm chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn bị mất. Nghe vậy, người đó cũng bắt đầu tìm kiếm chiếc nhẫn với nhà hiền triết. Thế nhưng tìm mãi, ông vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc nhẫn nào. Sau đó hỏi nhà hiền triết, ông có nhớ chiếc nhẫn đã rơi ở đâu không? Nhà hiền triết hỏi, chiếc nhẫn của tôi rơi trong túp lều nơi tôi ở, nhưng ở đó rất tối, vì vậy tôi đang tìm chiếc nhẫn ở bên ngoài lều. Người đó ngạc nhiên,
chiếc nhẫn rơi trong lều thì tại sao ngài lại tìm bên ngoài này chứ? Nhà Hiền Triết nói, đây chính là giải pháp cho vấn đề của anh đấy. Quý vị thân mến, câu chuyện này mang những ẩn ý vô cùng tuyệt vời mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần thấu hiểu về bản chất của hạnh phúc. Hạnh phúc có sẵn ở ngay bên trong chúng ta, nhưng chúng ta lại cứ mải miết tìm kiếm chúng ở trong tiền bạc, vật chất ở bên ngoài. Từ trong tâm cảm thấy hạnh phúc thì dẫu chẳng giàu sang phú quý, ta cũng cảm nhận được mỗi ngày trôi qua trong bình yên và mãn nguyện. Ngược lại, nếu trong tâm luôn thấy thiếu thốn, bất an thì dẫu có nằm trên núi vàng núi bạc, ta cũng chẳng thể đổi lấy được một ngày thanh thản. Tỉnh ngộ để biết hạnh phúc đang ở đâu, thay vì cứ mê muội lao theo những giá trị hư ảo của đồng tiền, của những thứ hiện hữu trên thế giới vật chất, ở những mối quan hệ bên ngoài mà ta chẳng bao giờ có thể kiểm soát. Chỉ có như vậy, cuộc đời này mới luôn mỉm cười với mỗi chúng ta.